Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Quân Toriko đây. Rất vui khi là bạn trong video khám phá Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá sự kiện mới liên quan đến những chú rồng Ascen nha các bạn. Đó là một bộ sưu tập mới giúp chúng ta có thể là kiếm được rất là nhiều vật phẩm khác nhau. Cùng với đó là sự ra mắt của bộ sơ kinh thứ 3 của chú rồng High Ascen Supreme đây các bạn nhé. Và điều bất ngờ là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau đón chờ trong video này các bạn nhé. Ok, và vào ngày hôm qua thì chúng ta đã ra thêm một bộ sưu tập mới ở trong đây. Trong event chúng ta xuất hiện trong vòng là 28 ngày, bây giờ còn 27 ngày các bạn nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ có các móc như sau nha các bạn. Móc đầu tiên là một chiếc rương đồng, và trong chiếc rương này thì chúng ta có thể là mở được hai vật phẩm trong đây nha các bạn. Vừa nhìn là đã biết, thứ nhất là có thể ra được là Helric Joker Orb nè, và thứ hai sẽ là bình trên Helric, số lượng ít nhiều sẽ là 5, 10 và 15. Tuy nhiên thì mình thấy là mặc dù ít nhất thì cũng gọi là kha khá rồi đấy các bạn nhá, cho nên là spam cái rương này mở ra là tuyệt vời ông mặt trời luôn các bạn nhá. Với chiếc rương thứ hai sẽ là một chiếc rương thuộc dạng là rương bạc nha các bạn, đấy đồng rồi đến bạc mà. Đấy, và trong chiếc rương này cũng sẽ mở ra được là hai trong số những chú rồng ở đây là 25 mảnh mỗi lần mở ra nha các bạn. Đấy, thì hai lần sẽ là kiểu như là một lần ta mở ra được hai lần đấy các bạn, sẽ là 50 mảnh, có thể là 25 mảnh chú rồng này hoặc là 25 mảnh của chú rồng khác trong một chiếc rương nha các bạn. Ok, và đây thì sẽ là chiếc rương thứ ba, rương dạng xịn sò các bạn nhé. Và trong chiếc rương này chắc chắn chúng ta sẽ mở ra được 50 mảnh của chú rồng High Ascent Supreme luôn các bạn nhé. Và còn lại sẽ rồng đùng một chú rồng ngẫu nhiên từ những chú rồng ở bên dưới. Wow, nói chung là bốn chú rồng là ở dòng 1 và 4 chú rồng là ở dòng 2 nha các bạn. Đấy, thì cũng giống như chúng ta, tổng cộng là có 8 chú rồng ở đây nha các bạn. Và cuối cùng, móc mà chúng ta đang chờ đợi rất là skin, đó chính là móc cuối cùng. Wow, khi mà các bạn gọi là mở khóa được móc này thì chúng ta sẽ lấy được bộ sơ kinh thứ 3 của chú rồng Ascent Supreme nha các bạn. Wow, ghê thế nhỉ. Mình nhìn bộ sơ kinh này thì thấy nó rất là ngầu ở chỗ là trang bị thêm bóng tối và kiểu là tinh hệ các bạn á. Giống như kiểu là chúng ta chuyển sang một cái trường phái lên một cái level cấp giáp đấu đấy các bạn. Đấy, ngoại hình rất là khác biệt với lại ngoại hình ban đầu. Đây mới đúng là gọi là skin có sự thay đổi cực kỳ này các bạn nhé. Đấy, so với hai skin trước thì giống như chúng ta khoác thêm cái áo màu vàng và màu tím thôi các bạn nhé. Ok, và đó là về skin này. Và tác dụng của skin này đó chính là có thể boost cho người sử dụng tăng lên 30% máu và 30% đam. Cái gì? Wow, nếu mà boost như vậy cho một chú rồng gọi là Helric thì cũng rất là ghê rồi các bạn ạ. Nếu mà cộng thêm hai skin từ trước đó nữa thì phải nói là chú rồng này sẽ có triển vọng trở thành một trong những chú rồng xếp top đầu luôn các bạn. Mà hồi trước cũng xếp top đầu rồi nhưng mà đã bị gọi là những rồng khác cướp ngôi. Bây giờ có thể là tranh đấu để mà giành lại ngôi các bạn á. Ok, đó là nói như vậy, nhưng mà chúng ta phải là test thử khi mà ba skin hòa hợp lại nữa nha các bạn. Wow, và bên đây có một gọi là sự kiện cũng là mới mà kiểu chú rồng này nhìn hơi ghê các bạn ạ. Thôi, chúng ta sẽ tập trung vào trong chú rồng Ascend đi các bạn. Đấy, ngoài ra thì còn có sự kiện Leaderboard mới nha các bạn. Và chú rồng gọi là được chọn tiếp theo là chú rồng này cũng có skill đặc biệt. Và cái skin skill đặc biệt của chú rồng này sẽ là hồi máu cho bản thân và đồng đội. Yeah, giống như skill của chú rồng Mắt Nai, chỉ hồi máu chứ không đánh nhau. Wow, skill này thì được gọi là skill, nói chung là skill chúa hề các bạn ạ. Ui trời ơi, nhưng mà nếu như chúng ta gọi là sử dụng đúng cách và sử dụng hợp lý thì chắc cũng không đến nỗi đâu các bạn. Chỉ là hồi máu lên mà bị đối phương đánh, không đánh đối phương thì thấy khá là không vui các bạn ạ. Ok, và bây giờ thì Vảnh sẽ có những cái gọi là mục để mà hướng dẫn chúng ta có thể kiếm được những huy hiệu này. Đầu tiên là chúng ta có thể kiếm được trong gọi là những sự kiện xung quanh nha các bạn. Đấy, thứ hai là kiếm được trong offer, và thứ ba là kiếm được trong đánh quest. Wow, và có vẻ như ui, trời ơi, skin nhìn rất là lực nha các bạn. Trời ơi, skin này có một cái gì đấy thiên về gọi là, nói chung là thiên hà các bạn á. Rất là ghê nha. Đấy, trời ơi, quá ghê gớm luôn các bạn á. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là bấm vào trong sự kiện trước đi ha. Thì đây, sự kiện sẽ có xuất hiện, nhưng mà mình thấy là cái lượng huy hiệu
mà xuất hiện trong sự kiện thì nó không được nhiều các bạn nhé. Ví dụ như là huy hiệu về sự kiện Berserker thì chúng ta xuất hiện ở đây là 3. Nhưng mà còn về huy hiệu của gọi là bộ mới đó, Supreme Deck, thì chỉ xuất hiện là 2 thôi các bạn á. Ngoài ra thì khi mình chạy tới đây thì mới có xuất hiện thêm 2 cái nữa. Và tổng cộng chỉ có 4 cái thôi các bạn. Trong khi đấy mà mỗi lần sự kiện xuất hiện thì huy hiệu Berserker khoảng tầm là 10 cái trong một sự kiện. Nhưng mà đợt này thì Berserker nó xa quá các bạn ạ. Nói chung là cao tay lắm thì chắc chúng ta lấy được tới cái hiệu này. Đấy, vượt qua chu rồng gọi là Epic ở đây thì có cơ hội nha các bạn. Rồi, và ở gọi là trong quest mới đúng là nơi để mà lấy huy hiệu nhiều đấy các bạn nhé. Chính là đây, yeah. Và quest chúng ta sẽ liên quan tới việc là đánh những chu rồng Ascend. Đây là Ascend Return cho các bạn, Ascend trở lại. Quest này thì có thể là cày ít 3 run luôn, ghê quá dở. Và có thể lấy được trong đây là 1, 2 nè, đấy 4 nè các bạn nha, đó, rồi 7 và 10 nè. Thêm đây nữa là, wow, tất cộng là 22 cái huy hiệu ở trong đây nha các bạn. Và trong cái chặng hành trình đấy có thể lấy được thêm game nữa nè. Đó, lấy được mảnh nè, 10 mảnh nè, lấy 5 game nè, 30 mảnh nè, 20 game nè. Nhưng mà tất nhiên là chắc phải nâng cho những chu rồng này lên sao rồi các bạn. Chứ không mấy chu rồng này mình có hết các bạn ạ. Chẳng qua là chúng ta không có sao thôi. Ok, chúng ta sẽ vào đánh thử nha. Wow, mấy cái quét đầu này là không cần phải có rồng vẫn đánh được luôn á. Trời ơi, ghê quá dở. Rồi, vô đây, vào đây. Giờ là mình sẽ cho chu rồng cuồng bạo đánh nha. Quét X3 mà, phải gọi là tận dụng thôi các bạn á. Tận dụng thôi, ui dồi. Gì đấy, không ngờ mình được tăng đam rồi mà không đủ sức để đánh bại chu rồng kia luôn các bạn ạ. Rồi, đam này là đam được tăng 2 lần rồi đó, 30k, đấy. Còn lên lung ranh không, lên lung ranh luôn, trời ơi, lực quá gì. Quá là lực đi các bạn ạ. Một phát lên lung ranh luôn, đúng là chung là xịn sò có khác các bạn ạ. Đấy, và trong vòng 1 tiếng tiếp theo thì là tiếp tục đánh tiếp các bạn ạ. Đây mình cũng có nè, phải là mỗi lần ta ra 2 quest, một quest là của chu rồng dòng 1 và một quest là của chu rồng dòng 2. Thì dòng 1 mình cũng có nói với bạn rồi, đó là skill hy sinh thần thánh nha. Còn dòng 2 thì sẽ là skill đam dư sẽ trừ cho chu rồng ở phía sau. Thì dòng 1 sẽ được trọng dụng nhiều hơn là dòng 2 nha các bạn. Now, ra chiêu đi, thì mình biết nhớ mặt chu rồng này rồi đó. Ui, chu rồng này vẫn có thể thoát khỏi một chiêu chúng ta này các bạn. Đấy, rồi 23k máu phải không? Assassin nào? Thôi rồi, đam cao quá, không Assassin luôn các bạn ạ. Đấy, thêm một phát nữa. Đó, 9 điểm cái đá. Ranh này cày ranh sướng đấy các bạn ạ. Nếu ranh này mà được gọi là đánh kiểu không hồi mà bẹt mà mỗi lần ta cày điểm ngon là thôi, cày ranh quá sảng khoái luôn. Đấy, và như vậy thì chúng ta sẽ ra tổng cộng là 8 quest. Và nếu như mà các bạn thấy được điều gì đó rồi thì bắt đầu chúng ta mới gọi là liên hệ lại nè các bạn. Đúng vậy, chúng ta thấy được một cái điều gì đấy mà nó khá là khác với lại những cái sự kiện khác các bạn á. Đó là skin của chú rồng này ở mốc cuối mà có 100 thôi á. Có 100 cái huy hiệu thôi các bạn á. Thay vì là phải 200-300 thì sự kiện này chúng ta chỉ gọi là yêu cầu 100 thôi. Mà trong khi đó một cái quét đánh mà nếu như có thể đánh được full đấy các bạn thì đã có thể là lấy được 22 cái huy hiệu rồi. Tất nhiên là phải có rồng, nói chung là xin sò để đánh đó nha các bạn. Thì với cái trải nghiệm này, có thể nói là cái skin này sẽ là cái skin mà gần nhất hoặc là dễ nhất mà những bạn cày chay có thể lấy được trong khoảng thời gian gọi là từ lúc ra mắt tới giờ nha các bạn. Đấy, thì có thể nói là như vậy. Vì skin này thì không biết sao mà ở đây cũng được tặng thêm là 500 mảnh này nè các bạn. Nói chung móc này khá là ok. Nếu như chúng ta có thể tham gia sự kiện và có rồng đánh nha, thì tỷ lệ rất là cao chúng ta có thể lấy được cái bộ skin này. Và những móc này thì cũng đều là móc ngon luôn. Móc này có thêm gọi là mảnh với chú rồng này, thì nếu như gọi là có nhiều chúng ta có thể là summon hoặc là nâng sao đấy. Còn móc này thì chắc chắn có thêm 50 mảnh này rồi là quá ngon. Và thêm một chú rồng nào ở trong đấy, bất kỳ nguyên bản một chú rồng và lấy ra cày phút luôn, trời ơi. Và móc này nữa thì cái sự kiện này nó quá là thân thiện đi các bạn ạ. Ôi ôi, nếu cơ hội có thể là tính toán, có thể là bàn tán thì có khả năng là chúng ta có thể nhắm đến cái bộ skin này các bạn. Có nghĩa là khả năng mà chúng ta lấy được nó sẽ cao hơn so với lại những bộ skin khác. Những bộ skin khác phải nói là siêu khó luôn các bạn ạ.
Ok, giả sử như là mỗi cái sự kiện người ta lấy được khoảng tầm là 4 cái huy hiệu đi các bạn ạ. Thì từ đây tới 27 ngày chắc là cũng trải qua thêm nhiều đợt cái sự kiện nữa. Thì chắc là cái phần lấy sự kiện ta có thể lo được khoảng tầm đâu đó là cỡ 20 tới 40. Đấy, vậy thì còn lại 60 là chúng ta phải gọi lo ở quét hoặc là ở chỗ nào đấy. Cho nên là vẫn phải có những chú rồng này để mà đánh nha các bạn. Wow, và muốn có những con này đánh thì phải gọi là có kế hoạch để mà nâng sao lên. Giờ mình sẽ xem thử, đầu tiên là mình sẽ xem thử là mình có dư quả trứng Ascend nào không nha các bạn. Đấy, ta sẽ gọi là xem thử thôi cho vui thôi các bạn nha. Mới gọi là cái nhìn ban đầu thôi. Đấy, Ascend thì có lẽ là hết rồi các bạn. Ok. Cái nịt còn đúng cái nịt thôi. Và đúng là như vậy, bây giờ người ta sẽ kiểm tra xem những chú rồng Ascend ta có bao nhiêu chú rồng giống nhau nha. Đấy, và ở đây thì cũng đã ra mắt một cái bộ bóc như thế này. Đó là bộ bóc mà chúng ta thu thập đủ những chú rồng trong dòng Ascend thì sẽ có gọi là đấy, lấy được cái vật phẩm này. Cái này thì chắc là để gọi là bức tượng trang trí thôi. Đấy, lấy thêm được 15 game nè và ui đó, là kinh nghiệm cũng như là trái cây. Nói chung lấy 15 game là chính các bạn ạ. Và lấy cái bức tượng này để làm kỷ niệm nha các bạn. Ok, và ở đây thì mình chỉ còn thiếu chú rồng này thôi, hai Ascend Supreme. Thì chúng ta cố gắng trong sau cuộc đua này chúng ta sẽ lấy chú rồng này nha các bạn. Đấy, đầu tiên là về chú rồng thăng xanh thì mình có ba chú rồng thăng xanh này các bạn nhá. Ui, vậy thì nếu mà quy ra ta có 200 mảnh. Ui giời. Rồi, đến lượt chú rồng thăng tím thì mình có ba chú rồng thăng tím luôn. Và quy ra cũng là 200 mảnh. Wow. Rồi tiếp tục thì đến lượt chú rồng gọi là Ascend này, đấy, không mod nha các bạn. Thì mình cũng có ba chú rồng quy ra cũng được gọi là 200 mảnh các bạn. Đấy. Và đây thăng lục thì mình có hai nha, và là quy ra được 100 mảnh. 100 mảnh miễn cưỡng vẫn nâng lên được hai sao, nâng lên được một sao các bạn ạ. Còn 200 mảnh thì khó mà nâng lên được hai sao. Nhưng mà nếu như kết hợp với đánh lấy thêm mảnh nữa thì hai sao cũng có thể các bạn. Và đây chú rồng gọi là rìu, mình cũng có hai rìu các bạn, hai rìu. Ok, và qua đây thì chúng ta có chú rồng này, chú rồng thiên trượng nha, ba chú rồng thiên trượng đấy, và là 200 mảnh này. Và đây là thiên trụy, bốn chú rồng và thiên trụy luôn, là 300 mảnh. 300 mảnh là 300 mảnh thì dễ nâng lên hai sao hơn các bạn nha. Đấy, và cuối cùng là chú rồng là liềm nha các bạn, liềm thì có ba thì cũng là 200 mảnh luôn. Đó, thì nói chung là những chú rồng ở đây nếu như gọi là chúng ta thực hiện kế hoạch là bào mòn sinh khí thì có thể gọi lên được mỗi chú rồng ít nhất là một sao, và có một số những chú rồng có khả năng miễn cưỡng lên được hai sao, phải không các bạn? Nhưng chưa dừng lại đó, thì đợt mà mình chơi ở trong sự kiện đó các bạn, thì ngoài việc là mình chơi ở gọi là nick của mình ra thì mình còn chơi ở bên nick chính ngày xưa của mình nữa các bạn á. Và thành ra thì như vậy là chúng ta có thể là qua bên nick đấy để mà kiểm tra xem bên đấy có dư bao nhiêu chú rồng, thì dư bao nhiêu chú rồng lại phân tách ra lại có mảnh tiếp các bạn nhé. Và cũng phải xem là những chú rồng của chúng ta nếu như có sao mà đánh ở trong đây thì sẽ đánh được tới lấy được bao nhiêu huy hiệu nữa, từ đó mới tính ra các bạn nhé. Chứ còn những cái móc cuối cùng thì mới là những cái móc mà nó chủ chốt lấy nhiều cái huy hiệu nhất các bạn. Thì mình cũng không biết là đăng nhập chúng ta có những huy hiệu này không, tương lai có thì sao, hay là xem quảng cáo, hay là ở một cái nơi nào đấy khác nữa các bạn. Ngoài ra thì hiện tại vẫn có thể lấy được huy hiệu này ở trong gọi là những cái gói mua nha các bạn. Ví dụ gói này mua những chú rồng này có thêm gọi là mảnh nè, thì sẽ được cộng thêm là 15 cái huy hiệu ở đây. Tất nhiên là chúng ta không chọn rồi các bạn nhé. Đây thì là mua bên gói dòng 2 nha. Đây là gói dòng 1 và đây gói dòng 2. Đây là gói giúp chúng ta là không xem quảng cáo. Yeah. Và đây sẽ là chu rồng nha. Nói chung là chu rồng cấp M nhưng mà được bán với giá cũng là bán giá các bạn nhé. Đây cũng là một chu rồng cấp M khác. Còn đây là một chiếc rương có thể mở ra được cái huy hiệu này để mà gỡ gạc cho chúng ta nếu như kiểu là thiếu đấy các bạn, kiểu mà thiếu rương á. Ok, và đây là cho những chú rồng gọi là về Berserker có thêm 50 hiệu nè. Đấy, và gói này là có thể mua một phát được chú rồng hai Ascend Supreme và 25 cái huy hiệu này các bạn ạ. 25 mua 4 lần
là được nhận skin sớm rồi đấy các bạn. Wow, nhưng mà có thể lấy skin từ từ mà. Đấy, và đây thì là mua nhẫn chu rồng này. Đấy. Ok, thì chúng ta sẽ có gói là như vậy nha các bạn. Ok, thì đó sẽ là cái con đường để mà đến với việc là nhanh có skin. Tuy nhiên thì nếu mà cày được thì cứ cày thôi các bạn ạ. Tùy vào nhân duyên, đôi khi những cái sự kiện nhóm thành lại cho số lượng nhiều lên thì sao phải không các bạn. Đấy, mà chúng ta đã gọi tìm hiểu qua về gọi bộ skin và cũng như là điểm đặc biệt trong gọi là bộ sưu tập bốc lần này nha các bạn. Đấy, còn việc mà chúng ta có thể lấy được bộ bốc này không thì cũng phải xem là tính toán ra sao, nghĩa cửa ải nó yêu cầu là như thế nào phải không các bạn. Đấy, yêu cầu thì chắc là phải có một cái sự kiện ở đó, một sự kiện Empower chúng ta gọi là test thử xem những cái bốc này là mấy sao để được tới mốc nào kiểu như vậy đấy các bạn. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là đến với Arena Rose. Yeah, đây là những cái trận chiến khi mà mình đã lên trên Master 3 nha các bạn. Bắt đầu nói về gọi là chu rồng Ascent Supreme thì nếu như mà có bộ skin thứ 3 thì chúng ta vẫn có thể là đầu tư cho chu rồng Supreme lên để mà đánh được nha các bạn. Kiểu như là chu rồng đấy cũng có hệ mà chúng ta đang cần, đó là hệ Dream đấy các bạn ạ. Nên mình cũng khá là đáng đo ở trong việc này. Phần lớn là mình để tính xem chúng ta có thể lấy được cái skin hay không. Mà nếu như lấy skin thì chúng ta phải trả giá thôi các bạn ạ. Trả giá ở đây thì có lẽ là sẽ bớt đi những chu rồng để chúng ta sản xuất trái cây và phải tốn một lượng game để mà đẩy nhanh cái quá trình, cũng như là những chu rồng Ascent khác các bạn ạ. Cũng có thể là tốn thêm op để mà mình bù vào cho hoàn tất cái quá trình ở đây. Mình sẽ phân chia theo đấy để chu rồng nào lên, chu rồng nào xuống để chúng ta có thể là điều hòa đấy các bạn, điều hòa và lấy được cái gì chúng ta cần. Và game skip thì cũng sẽ khá là nhiều đấy các bạn. Wow, qua là kiểu skip cho cái nhiệm vụ như là để nâng sao gì đấy. Mới tính nhìn cái nghĩ sơ qua là thấy rất là nó rần rợn người đó các bạn ạ. Nên sẽ là một cái bước đi suy nghĩ, đáng suy nghĩ các bạn, mình cũng chưa biết trước như thế nào. Ok. Giờ ví dụ giống như là tự nhiên không ban đầu thì thấy khó. Lúc sau qua những sự kiện nó được đó lấy được thêm, chúng ta thấy là tiếc quá. Xếp nữa là lấy được rồi, nhưng mà lại không lấy thì nó lại tiếc phải không các bạn? Hay nếu mà đã quyết định là phải tính toán một đường xem như thế nào. Đấy rồi đã xuống là xuống luôn các bạn ạ. Còn không đầu tư, không đấy thì thôi chúng ta cứ qua nhanh như một sự kiện bình thường, như một cơn gió. Đến rồi lại đi, cứ phải làm chi đấy. Và như vậy thì sẽ gọi là ok hơn cho chúng ta phải không các bạn? Có các bạn thì quyết định như thế nào? Skin thì cũng đẹp đấy, skin cũng ngầu và boost, nói chung là boost cũng được, boost tới 30% máu và đam. Thấy cũng ghê đấy, những bộ skin bình thường thì boost khoảng tầm 25% mà cả máu và đam là đã thấy to rồi. Ở đây tới 30% lần các bạn ạ. Là khá là to luôn. Trời ơi. Đấy, nhưng không sao, nếu mình không lấy được skin hoặc là không đầu tư gì đấy thì mình vẫn có gọi là thể tham quan ở nick những bạn khác các bạn để test thử xem sức mạnh khi mà đã gọi là 3 bộ skin như thế nào. Nếu đầu tư cho một chu rồng Ascent thì cũng được các bạn. Ascent mình chưa có để hồi máu cho gọi là đồng đội của mình. Nhưng mà chu rồng gọi là Ascent về nếu như kiểu như là giờ mà đầu tư được cho chu rồng Ascent Heritage thì biết đâu tương lai là có cơ hội để mà mua được skin với các bạn. Mà nếu mua được skin thì chắc mình sẽ mua skin màu vàng đầu tiên cho chu rồng Orcana. Yeah. Chúng đó mới đúng là cố gắng gánh tem của chúng ta các bạn ạ. Ngoài ra thì còn có chu rồng Redemption, là một chu rồng cũng kiểu như là nói về những chu rồng ở hệ Dream thì có thể là cho chu rồng 2 Redemption ra được một phát là cũng có thêm một trợ thủ đắc lực trong gọi là phái đấy của các bạn. Vì chúng ta có thể là hồi sinh cho gọi là đồng đội mà, cũng không cần phải đầu tư. Còn chú rồng 2 Ascent Supreme muốn đánh được, muốn ok là phải đầu tư các bạn ạ. Đấy, đầu tư rồi chúng ta sẽ gọi là vận dụng những cái chiêu thức, vận dụng cái lượt đánh hợp lý là sẽ ok.
Thuốc rồng snap này các bạn ạ. Hai phát. Ê gì giờ 300 mấy k luôn. Giật quá đâu đi các bạn ạ. Mickey Way. Rồi đối đầu với Mickey Way rồi, xử lý thôi. Ây da. Ok, chúng ta vẫn gọi là trong tầm kiểm soát nha các bạn. Vào đây nào. Đó. Ui ôi. Ghê vậy đó. Mickey Way được búp ghê đó. Sit down luôn, trời ơi. Quá là căng thẳng đi các bạn ạ. Và đây là Đai Long Nữ. Rồi, Đai Long Nữ đã giải quyết xong. Có vẻ như bây giờ đối thủ của chúng ta mới xuất hiện đây. Sẽ gồm là hai chu rồng Kama. Wow, quá là chiếm. Rồi, 1, 2, 3 nè. Ây da, đau quá, đau quá. Sao chú rồng này trâu thế nhờ. Ôi, chạy vội các bạn, chạy vội. Đai Long Nữ. Block đi nào. Ui trời, block sớm lát. Lấy gọi là lấy đà để mà đánh mấy chú rồng đằng sau các bạn ạ. Rồi, vào đây. Lấy đà, ừ, lấy đà thành công. Ý da. Rồi, ôi, bên kia đánh hai phát kìa. Chữ nào. Thôi xong. À, quá hên, quá hên. 3% rồi, goodbye. Cơ hội chiến thắng đây rồi. Có cơ hội rồi các bạn ạ. Trời, 500k. What, cái gì? 500k thì chịu luôn á. Chắc là đây này. 3%, ừ, 3% thì được. Ui dồi, hy vọng là không. Ây da, ngang cái speed với chúng ta luôn này các bạn. Đây, để rồng kia đánh chú rồng này trước đi. Ồ, khó. Đỡ được cái lực block rồi các bạn ạ. Mình chỉ cần dồn chú rồng này còn miếng máu á là được các bạn. Đấy, còn miếng máu đi. Ừ, có cơ hội. Ừ, rồi, ngon. Win được các bạn. Quá là một gì đấy khá là kỳ tích ở đây. Không ngờ mình đánh mạnh win được. Trời ơi, quá là bất ngờ luôn các bạn ạ. Đấy, nhiều điều mà chúng ta cũng không ngờ tới. Nên là quyết định cũng khá là khó. Trước mắt là mình chỉ review qua về cái sự kiện. Và cái cuộc móc của chúng ta đã có sự giảm rất là nhiều so với lại những cái sự kiện mà lấy skin khác nha các bạn. Nên là cơ hội thì vẫn là có. Tuy nhiên thì phải là có. Ôi, hơi sai nha. Cầm chú rồng Đai Long Nữ ra đánh chú rồng hơi sai. Phải có một cái điều gì đấy tính toán và quyết đoán nữa các bạn ạ. Ui, ui ôi, ui ôi. Thấy chí mạc lẫn nhau, block lẫn nhau. Nhưng mà 9% á. Đây chắc. Ý khoáng, còn miếng máu nữa mà. Ừ, còn miếng máu chắc không sao đâu. Chắc là không sao đâu. Không có block liên tục đâu. Đây nha. Ok, và đây sẽ là chú rồng cuối cùng nha các bạn. Xem nào, ta sẽ làm gì với chú rồng này đây. À, mình chip mạng nè. Thì ra là hệ hoa các bạn ạ. Thì ra là như vậy. Trời, đỡ luôn, ngon. Ok, và có lại video của mình đến đây hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em, chia sẻ cho thầy đi.